Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng Trầm Hovita chúng tôi có điều kiện về Ninh Bình tham gia triển lãm ở khu nhà thi đấu của tỉnh. Thì chúng tôi về đây từ hôm 12 về setup cái gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm trầm hương và đá cảnh, đá phong thủy của Hovita. Chỗ chúng tôi là ở sát ban tổ chức, sát cái nhà bàn này. Và bên mé phải các bạn nhé. Đó, các bạn đi qua nhà bàn thì các bạn sẽ thấy khu của chúng tôi. Đó, đây cái biển này. Thế giới tâm linh, trầm hương, đá cảnh, đá phong thủy. Thì các bạn đến đây là sau khi xem cây thì các bạn qua cho chúng tôi uống trà thưởng trầm miễn phí, đàm đạo trao đổi về vấn đề cây cảnh nghệ thuật. Thế thì lúc rảnh vắng anh em thì tôi sang quay các cây cũng như làm các nội dung để phục vụ các bạn. Thì trong clip này tôi sẽ review cái tác phẩm này. Đây là tác phẩm có tên là Bình An của chủ nhân Nguyễn Xuân Dương, địa chỉ nhà vườn Nhật Cường, Cổ Loa, Đông Anh. À, chắc là bạn Dương bạn ấy mua cây rồi bạn ấy gửi ở chỗ nhà vườn Nhật Cường. Mặt này mặt trước cây này, về bố cục thì đây là một cây hai thân. Mặt này mặt sau. Bên này thì là một cái thân phía dưới, thì đi răng siêu xong lên là đi trực. Còn bên này thì là siêu. Cây rất giả nhỉ, hoàn thiện cũng lâu rồi. Tên tác phẩm đặt tên rất thuần Việt, Bình An. Và nhưng mà lại không có số điện thoại nên là không liên lạc được. Đây, thân này thân siêu nhỏ hơn. Ở đây bạn Xuân Dương bạn không để số điện thoại thì đâm ra là không có thông tin để đọc cho các bạn. Chắc là bạn ấy chỉ muốn mang cây đi, không muốn giao dịch, đỡ bị làm phiền. Chào anh Hovita. Ok, Hà Dương Tử. Cái gì thế? Bắt đây rồi. Số lâu chưa? Em vừa đến nước Ba Giá. Tí qua cho anh uống nước. Vâng. Bên Hồng bên kia cả. Đến đây tuần này thì đúng không? Đâu, anh đến từ hôm 12. À. Mới được có 5 hôm chứ mấy. À, vẫn có một cái gian hàng đây đúng không? Có. Đây, ngay bên Hồng bên phải của ban tổ chức này. Hà Dương Tử. Một YouTuber rất trẻ của bên làng cây. Nói chung cây này là thân nhìn thích các bạn, nục nạc, sạch sẽ. Tay cành thì cái lối làm cũng lai lai, tức là lối mà làm bông tản vân thì cũng không rõ bông lắm. Lối làm bông tự nhiên thì cũng không phải. Nói chung nó cũng làm từng lớp từng lớp. Cũng cái lối làm bông cũng hơi lạ.
Đây có, tôi có cái clip mà phân tích về vấn đề mà bám dáng cây ấy, cũng như là tại sao mà trong cái bố cục cây đa thân ấy, thường phải có cây trực là chính. Thì bây giờ các bạn nhìn này, cái cây này này, thì các bạn nhìn ở nếu mà xét được vùng này nhé, thì hai cây là cây siêu đúng không? Thế nhưng mà đến vùng này này là cái thân siêu bên này đã chuyển thành trực này, đó, và bên này là chính này. Đó, còn bên này thì vẫn là siêu này. Thế đấy lý do tại sao mà kiểu gì kiểu vẫn phải có cây trực là vậy. Nếu mà hai cây này mà là cây siêu đấy các bạn này, thì cái vùng này là sẽ cực kỳ dão luôn, kiểu càng ngày nó càng đi xa nhau ấy. Nên các bạn tưởng tượng này, này đi hướng này, này đi hướng này đúng không? Đây, nếu mà đi xa mãi ngọn nó ra đằng này thì cả một cái vùng này bị trồng. Nên đấy lý do tại sao mà cây này là các cụ làm đến thoát tay một cái đã phải thành trực rồi và hồi một phần về để về ngọn đấy. Và cuối cùng là cái tâm của cây trực này, cái trục thẳng này đấy. Thế đâm ra là cái vùng chân bệ của cây trực là chỉ hơi lệch một chút về bên này thôi đó. Cái này là có cái lý do về bố trí không gian ấy, chứ không phải là tôi chém gió đó các bạn. Lý do bố trí không gian này bắt buộc nó phải như vậy thì mới có thể giải quyết được không gian đó. Các bạn có thể xem lại clip tại sao mà tôi đặt cái tên clip là tại sao siêu thì bám lưng mà trực thì bám bụng, vừa mới lên hôm qua thì phải, mới hôm qua sáng nay. Đấy, các bạn có thể xem lại clip để các bạn hiểu về cái bố cục. Đây, cây này cây hai thân thì là như vậy, còn cây ba thân thì càng phải bố trí chặt. Ekip chúng tôi cũng đang xây dựng một kênh chuyên review kiến trúc, đây kênh nhà Việt TV. Thì ở kênh này là chúng tôi tập trung review công trình nổi tiếng của Việt Nam, có tuổi đời cả trăm năm cả ngàn năm. Nếu các bạn yêu thích kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc thì mời các bạn sang kênh nhà Việt TV để subscribe, follow cũng như theo dõi kênh. Các bạn có thể tìm kiếm kênh qua từ khóa là nhà Việt TV 365 trên nền YouTube, không giấu các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn các clip sau. Xin chào.